Mến chào cô chú anh chị và các anh em săn bắt gần xa luôn nha. Thì giờ Kiều cũng đang trên đường đi thăm bẫy rắn nha cô chú anh chị. Đây là luồng thăm cử thứ ba nha. Ở bên kia bật nhạc to quá cả nhà ơi, không biết có nghe tới đây không cả nhà. Nếu có gì thì Kiều sẽ tắt tiếng nha, sợ dính bằng việc cả nhà ơi. Đó, thì Kiều cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị luôn nha. Thì anh em đồng nghiệp thì Kiều cũng xin chúc cho anh em thăm bẫy luôn trúng ánh. Chứ dạo này chuột mắc quá anh em ơi. Thì chuột giờ nói chung hành 3 một ký đổi không được một ký chuột cả nha. Thôi thì trong trong đây Kiều có con cá nha, để Kiều tới Kiều sẽ quay luôn kia nha. Đây trong đây Kiều có cá đầu tiên đây. Còn 7 còn hy vọng. Rồi, không thấy tình hình gì hết trơn vậy. Rồi, nhẹ phao. Còn chuột luôn. Cái bẫy thứ hai luôn cả nhà ơi. Cái bẫy đầu tiên chốt quốc rồi. Rồi, cái bẫy mình sao ra tới đây dữ vậy. Trời ơi. Con gì đây? Khá nguy hiểm con hèo cả nhà ơi. Đây cái nhà nó dính đuôi chút xíu đó cả nhà. À, nó lôi ra tới đây nè. Ồ dính đuôi, dính đầu cả nhà ơi. Này. Khá là nguy hiểm nha. Này là hổ hèo nha. Nếu mà rắn độc là khá nguy hiểm cả nhà. Đây. Dính đầu. Để Kiều úp máy Kiều xử lý nó cả nhà. Đây cả nhà, Kiều cũng xử lý em nó xong rồi. Lại được con chuột luôn cả nhà. Em thì nó vô làm sao mà nó nồng ra dính cái đầu. Lại được con chuột, rồi con heo đầu tiên. Hai cái dính được con heo. Heo thì cũng ngon lành. Vì có món rai rai nữa. Rồi lại cái bỏ nó vô tô lưới đi tiếp cái nhà. Ui chà chà, hơn quá. Chỗ này người ta không cắt cỏ, cắt đằng kỹ. Còn 7 còn hy vọng. Ui còn 7. Hên. Rồi. Cử này không thấy phân bọng gì hết vậy. Nhẹ phao luôn. Cử này chết quá rồi. Chỗ này hai chiến kêu lụm hai em cả nhà. Không biết chiến thứ ba này có lụm được em nào nữa không. Cái gì giống phân vậy? Không biết phải phân không kìa. Giống phân quá gì. Giống phân quá cả nhà. Rồi có nữa cả nhà. Có hàng nữa rồi. Trời ơi, hàng chút ác. Coi nè, đóng phân gì mà hàng có nhỏ xíu quá nha. Hàng hơn một lạng. Cỡ một lạng. Thua. Hồi đây Kiều bắt nó ra luôn cả nha. Ôi, trong đây toàn lựu đạn cả nhà ơi. Anh em bỏ lựu đạn đây nhiều quá. Rắn nào dám bò vô đây trời. Nãy trong kia Kiều thăm dính được em cái nha. Đây. Ngon lành cái nha. Đó. Thăm nãy giờ gần nửa luồng 7 mới dính được con hình nhì nè, với nãy con hình ba đó nha. Với con hổ hèo. Làm gì làm được con hình nhì ấm lòng nha. Thì Kiều bắt ra luôn cái nha.
chị nha. Còn ấm lòng cả nhà ơi. Con này là đủ tiền xăng, tiền lúa ăn uống bữa nay nha. Còn tiền chuột là chưa tính đó. Chuột giờ chỗ anh em không biết sao, chỗ Kiều giờ 170 ngàn một ký. Đó cả nhà, một ký hành nhì không bằng một ký chuột luôn á. Con này chắc cả 4 lần rưỡi cả nhà. 4 lần rưỡi 5 lần á. Rồi để Kiều bỏ vô túi đi tiếp cả nhà ơi. Sáng giờ chưa được lên con nào nhất luôn trời. Ồ. Như có phần gì đó. Có phần gì đó. Không phải. Ui vô cả nhà ơi. Mới nhắc có hàng ngon lành luôn. Coi coi nặng không? Quá đã rồi. Êm quá cả nhà ơi. Đây. Con không biết nhức nổi không cả nhà ơi. Ôi, gớt rồi cả nhà ơi. Con chắc nhì. 5 lạng mấy. Cả nhà. Chắc gớt nhất quá. Hy vọng đi vô nhất cái nhỏ. Còn từ 6 lạng đổ lại. Này gớt nhất uổng lắm đó cả nhà. Còn quá đã luôn. Phải kêu úp máy đi tiếp cái nhà. À, con này có động lực đi nữa cả nhà. Con hy vọng đi vô nhất nha. Để bắt ra luôn cả nhà ơi, bắt tại chỗ luôn. Sáng giờ mới thấy con này có lý nhất nè. Không biết nhức nổi không nữa. Ôi cái nhà ơi, không biết nhức nổi không đây. Gắn cái cái nhà. Gắn cái. Đã. Con này chắc 5 lần rưỡi. 5 lần rưỡi gì cả nhà ơi, chắc chắn cũng đỡ rồi. Rớt rồi, uổng quá. Ôi, kệ. Có là được. Rồi cho em nói vô tôi đi. Trời ơi, vô còn ga nữa em. Vì đội của anh. Thôi Kiều tạm úp máy đi tiếp cái nhà ơi. Nắng quá. Bẫy thì ngon lành quá mà. Không thấy cử không chín nè cả nhà. Không cử nào cũng bị lòi ra vậy nè. Đường cái không bị mất. Ta ta nặng rồi cả nhà ơi. Cử này nặng rồi đó. Đó có cảm giác rồi. Rồi. Hình như em ngựa em dện gì đó. Em dện đó cả nhà. Đúng rồi em dện. Chỗ này thì khả năng cao dính dạn thôi. Đây cả nhà. Ngon lành chanh chanh. Đấy. Không biết đấy nét có thấy rõ không. Thì xây bên này. Dàn thì chắc cả tầm 7-8 lạng cái nha, cái 8 lạng. Thôi để Kiều đặt 7 xích cua cái nha. Đợi Kiều bắt con dàn ra luôn cái nha. Con dàn này 800 cả re nha. Táp cái nhà. Con dạ này hung dữ quá. Táp kìa. Nè. Trời ơi nó ỉa. 800 khỏe re luôn.
Wow, nhìn mặt anh em cái coi. Wow. Đã. Wow. Ấy đi, ấy đi, ấy đi, ấy cho đã đi. Ừ, ấy đi. Wow, rồi cho nó vô túi lưới cả nhà ơi. Rồi để đi tiếp kìa, thăm thăm thêm đâu bốn cái gì nữa cả nhà. Đổ bốn cái nữa xong rồi. Ôi, đầy mình luôn á. Dơ quá. Trời tiếng mưa tới luôn cả nhà. Cái bãi này kìa thăm ba cử rồi mới thấy dính nè cả nhà. Bà cử mới thấy dính em nó. À. Rồi em hành gì. Rồi để kêu úp máy luôn cả nhà. Lúa nhiều quá nên không rõ. Rồi em được con hành gì nữa khỏe. Vậy được ba con hành gì à. Hết nói nổi luôn cả nhà ơi. Kiểu giờ đi tới thấy cái cảnh này chán nản thiệt chứ. Cái nhà coi nè, con hành nè. Hết nói nổi con hành này luôn rồi. Này hành nhì luôn cái nhà. Kiểu quay xa xa chút cho đỡ thấy nó hơi bị ấy cái nhà. Rồi hành nhì luôn á. Không biết làm sao mà nó chết được hay thiệt chứ. Uổng hết sức luôn cả nhà ơi. Rồi bỏ đại đây luôn đi. Quái. Kiều cũng đã thăm xong luồng bãi ngày hôm nay nha cả nhà. Thì cái con gì hồi nãy Kiều bắt ra luôn nha. Bắt ra cân thành quả hôm nay được nhiêu coi có lời chút đỉnh nào không cả nhà. Cái bữa nay dính nó hổ hèo nhỏ nhỏ cả nhà, không được bự. Trời ơi. Dạ dạ dạ. Rồi, mẹ đá gì ra cho hết đi. Nó ra nó bắn một bãi vô cái camera của mình luôn cả nhà. Con này ngon lành nha. Hồi nãy cái con kia nó bị hư cả nhà, cũng đâu có cỡ này không phải nhỏ đâu á. Con này 4 lạng mấy cả nhà. Con này 4 lạng rưỡi khỏe re á. Gì ngon lành. Thôi để Kiều cho vô túi lưới, Kiều căng thử hôm nay được nhiêu nha. Thành quả luồng bảy này hơi có lý hơn hai cử trước chứ nha. Nếu không hư một con đó là ngon lành nữa rồi. Cái cần đâu rồi? Ra đây biểu coi. Đây, 4 con xúc không? Wow. Rồi. Ok. Đây cả nhà. Thành quả hôm nay 3 ký 1 80 trừ túi lưới 180 đi, còn 3 ký cả nhà. Trừ túi lưới cho 3 ký chẵn nha.
Bữa nay kêu được ba con hình nhì, hai con hình ba với hai con hổ dện, 20 mấy cái bẫy cái nhà, 25 cái. Thôi thì clip đến đây kiều cũng xin kết thúc tại đây nha. Kiều hẹn gặp cả nhà những clip tiếp theo. Chào cả nhà.